Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Pit. Thì hôm trước mình đã đăng rất nhiều các clip về vlog Hàn Quốc và mọi người hỏi mình rất nhiều về cách xin visa cũng như là ngôn ngữ ở bên đấy thì dùng gì, rồi di chuyển thì như thế nào, chi phí ra làm sao, nên là mình sẽ cố gắng trong một cái clip này giải đáp hết tất cả cho mọi người nhé. Let's go! Rồi thì đầu tiên visa du lịch Hàn Quốc sẽ có hai loại là nhập cảnh một lần single visa và nhập cảnh nhiều lần, tức nghĩa là visa 5 năm. Trong 5 năm này thì mình có thể nhập cảnh rất nhiều lần tùy theo ý muốn. Còn bên này thì mỗi lần nhập cảnh thì mình sẽ không được ở quá 10 ngày đâu nhé. Lưu ý một chút là mọi người hãy xem là những người thân cận trong gia đình mình có ai là diện bất hợp pháp ở Hàn không nhá. Bởi vì nếu có thì khả năng rất cao là trượt đấy. Các bác nên dừng lại ở khúc này thôi. Còn nếu không thì xem tiếp với mình nhá. Trong hai loại visa mình đã nhắc ở trên thì nhà mình quyết định lựa chọn visa single theo diện nhân viên văn phòng vì cảm giác là nó sẽ dễ xin hơn một chút so với visa 5 năm. Còn bác nào tự tin thì vẫn có thể triển được quả 5 năm này nha. Đây là chi tiết bộ hồ sơ nhà mình đã nộp lên đại sứ quán. Mọi người có thể tham khảo ở đây. Mình đã rút ra được một số lưu ý, đấy là những phần giấy tờ tài sản như đất, xe, nhà là những thông tin rất đẹp đúng không? Nhưng chúng ta không nên show hết, chúng ta phải show làm sao cho nó hợp lý với bảng lương, với sao kê tài khoản của bạn. Ví dụ như là bạn làm lương tháng 5 triệu nhưng mà lại có cái sổ tiết kiệm tận 2 tỷ thì nó không hợp lý. Đó, cho nên là cái yếu tố hợp lý vô cùng quan trọng. Mọi người lưu ý cái điểm này. Trên là những cái thông tin xin visa cho người lớn, còn với trẻ em thì chúng mình sẽ cần hộ chiếu bản gốc, ảnh xác nhận của trường học và thẻ học sinh, giấy khai sinh, sổ tiết kiệm tầm 130 triệu trở lên và xác nhận số dư bản gốc do bố hoặc mẹ đứng tên sổ. Với những bạn ở Hà Nội cũng như là thành phố Hồ Chí Minh, sau khi mà chuẩn bị xong cái bộ hồ sơ thì mọi người có thể tự tin đến nộp trực tiếp tại trung tâm đăng ký visa Hàn Quốc của thành phố mình. Còn với những bạn ở thành phố khác, tỉnh khác như mình thì có thể liên hệ qua dịch vụ này để họ nộp hộ cho cũng như là tư vấn về những cái hồ sơ cần dịch thuật cũng như là thư bảo lãnh để cái tỷ lệ đỗ của mình cao hơn nhé. Các bên dịch vụ thì có rất nhiều nhưng mà nhà mình lựa chọn Global Visa. Chi phí cho một người sẽ là 130 đô nếu đỗ, còn nếu trượt thì sẽ là 60 đô. 60 đô này sẽ bao gồm là chi phí phải trả cho phí lãnh sự, phí dịch thuật, phí tem, phí thư mời, phí thư bảo lãnh và sẽ chỉ phải trả tiền sau khi ra kết quả thôi. Dù là đỗ hay là trượt cũng thế, sau khi mà ra kết quả rồi mới trả tiền. Có nhiều bên là chưa ra kết quả họ đã sẽ thu tiền luôn rồi. Và nếu mọi người trượt, coi như cái tiền đấy mất. Nên mình thấy ở bên này cũng ok, mọi người có thể tham khảo. Ngoài ra nếu nhờ bên dịch vụ thì họ có thể làm những cái booking phòng cũng như là vé máy bay để hoàn tất cái thủ tục hồ sơ cho mình trước, mà mình sẽ không cần phải book vé máy bay cũng như là vé phòng trước này, tránh cái trường hợp nếu mà trượt thì phí tiền ý. Sang vấn đề thứ hai rất nhiều bạn quan tâm là chi phí. Rồi đầu tiên là tiền visa là 3.250.000 cho một người. Vé là 5.200.000 cho một người khứ hồi. Nhà mình book Vietjet do Hải Phòng chỉ có mỗi cái đường bay Vietjet là đi Hàn thẳng thôi. Còn nếu mọi người ở Nội Bài hoặc là Tân Sơn Nhất thì sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn nhá. Rồi, cộng phải mua ký gửi 2 chiều là 1.600.000, mỗi chiều 20 cân. Tiếp theo là tiền phòng cho 6 đêm là 2.750.000 cho một người. Thì tại vì mình book một cái căn ở trên Airbnb thì tổng tiền nó là 11 triệu mà, chia ra sẽ tầm khoảng đấy. Về tiền ăn thì sẽ khoảng 11-12 triệu cho một người nha. Cái tiền ăn này thì nó không cố định, bởi vì có người ăn ít, có người ăn nhiều, có người thích ăn món này, có người thích ăn món kia. Nên là cái tiền ăn nó rất là du di, không cố định. Và tiền mua sắm cũng thế. Vậy thì tổng lại một người sẽ mất khoảng 24 triệu. Đó, đấy là chi phí cho chuyến đi của cá nhân nhà mình thôi. Còn nếu với những người khác, mọi người đi tiết kiệm hơn, có người chỉ dẫn thì chi phí maybe là sẽ còn rẻ hơn rất là nhiều. Phương tiện công cộng ở bên Hàn mọi người có thể sử dụng subway, taxi và xe bus. Tuy nhiên là mình thấy cái xe bus và taxi hơi khó đi một xíu. Taxi thì còn mắc nữa nên là nhà mình lựa chọn di chuyển là subway. Và subway thì cái khúc đổi làn cũng rất chi là đau đầu luôn. Nhưng mà đi sau khoảng 1-2 ngày thì mọi người sẽ quen thôi. Và đi sẽ cảm giác tiện hơn nhiều ấy. Tất nhiên là subway thì vẫn phải kết hợp đi bộ nha. Mỗi ngày nhà mình đi bộ 9-10 cây lận. Thế nên đấy là lý do vì sao mọi người cứ hỏi mình ăn nhiều mà không béo. Đi bộ nhiều quá chứ sao, lạnh quá nữa mọi người ạ, không béo nổi. Google Map ở bên này vô dụng, nó không dùng được, không tìm được tí nào luôn. Sang bên này thì các bác nhớ tải Naver Map hoặc là Kakao Map. Kakao Talk, Kakao Map. Bố
Ngôn ngữ giao tiếp. Ở bên này thì chúng mình sẽ sử dụng tiếng Anh, ngôn ngữ hình thể và Google dịch. Ở bên này thì các cô chú lớn tuổi sẽ không sử dụng tiếng Anh mấy đâu, hoặc là hoàn toàn không biết tiếng Anh. Chỉ có đa số người trẻ thì sẽ hên xui, có bạn biết có bạn không. Và những cái quán ăn ấy thì người ta còn sử dụng cả tiếng Trung nữa. Nên là mọi người cố gắng dùng tất cả mọi thứ, ngôn ngữ hình thể, làm sao cho người ta hiểu là được. Ví dụ như nhà mình này, tiếng Anh thì cũng không quá giỏi đâu, tiếng Hàn thì tất nhiên là không biết chữ nào rồi, nhưng vẫn đi được. Thì mình tin là các bác vẫn có thể đi được, giao tiếp được, mua cái này mua cái kia ổn được hết. Nói chung là tóm lại là đi được mọi người ạ, đừng lo. Số 5, chỗ ở. Lần này thì nhà mình book một cái căn hộ trên Airbnb có bếp rác, phòng phiếc đầy đủ cho 4 người, tổng là 11 triệu. Tuy nhiên là cái phòng đấy người ta còn có thể ở tới tận 6 người cơ, mọi người có thể tham khảo. Cái phòng này của mình thì gần với trạm ga tàu Seoul, rất là gần để di chuyển tới những địa điểm náo nhiệt khác. Tuy nhiên là nó lại có một cái nhược điểm, đấy là phải đi qua tận 2 con dốc lận, rất là mệt. Và thôi không sao, lần đầu mà. Còn những lần sau mình nghĩ là mình sẽ book phòng ở gần những cái khu náo nhiệt như là Myeongdong hoặc là Hongdae, nó sẽ vui hơn. Và đó là một phần nho nhỏ kinh nghiệm trong chuyến đi Hàn Quốc của mình. Nếu mọi người còn có thắc mắc hay là có câu hỏi gì có thể comment ở bên dưới, mình sẽ trả lời nhé. Cảm ơn mọi người đã xem tới giờ phút này và lắng nghe mình. Cảm ơn và bye bye.